Ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình Bến. Đình Bến thuộc tổ dân phố Bến 2, phường Đắc Sơn là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, tổ dân phố Bến 1 và Bến 2. Theo sử sách ghi lại, đình Bến hay còn gọi là Nghè Bến, thờ thần đệ nhất Bản Cảnh, Thành Hoàng, Diên Giang, Quý Minh, Linh Ứng, Đại Vương. Trải qua hàng trăm năm và chịu nhiều biến cố của lịch sử, ngôi đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2023, đình Bến được xây dựng lại với diện tích trên 100 m², kiến trúc theo kiểu chữ nhất. Đình có 4 đao, 4 mái, nội thất kết cấu theo kiểu truyền thống các ngôi đình cổ. Với những giá trị còn lưu giữ được, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công nhận đình Bến là di tích lịch sử cấp tỉnh. Nhằm khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đang được bảo tồn và lưu giữ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, nơi gắn kết cộng đồng, làng mạc, bồi đắp tình yêu quê hương xứ sở cho các thế hệ.